Năm 2018, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phát hiện theo dõi hơn 39 lượt tàu xuất phát nước ngoài, hơn 3.600 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đảm bảo an toàn cho tàu cá trước lúc ra khơi. Kính chào quý vị, chào các bạn. Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội đầu năm 2019. Dự hội nghị có Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam. Năm 2018, trước nhiều vấn đề đặt ra đối với tình hình an ninh biển đảo, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã quan tâm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên kịp thời nắm bắt thông tin, tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đồng hành cùng ngư dân cũng như đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển. Nhìn chung, công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân, nhất là bà con ngư dân ở các địa phương ven biển về vị trí chiến lược của biển đảo nước ta. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí tập trung đánh giá một số kết quả đạt được, đồng thời trao đổi các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác phối hợp, tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và các cơ quan thông tấn báo chí. Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tặng bằng khen cho 15 cá nhân là lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền. Tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cảnh sát biển năm 2018, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Đến dự có Thiếu tướng Phạm Kiên Hậu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Năm 2018, tình hình Biển Đông luôn diễn biến phức tạp, nhưng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được giao. Đơn vị đã phát hiện và theo dõi hơn 39 lượt tàu quân sự, tàu chấp pháp nước ngoài hoạt động trong khu vực quản lý, hơn 3.600 lượt tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, tuyên truyền và yêu cầu ra khỏi vùng biển Việt Nam được hơn 980 lượt chiếc. Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức 149 lượt tàu xuồng hoạt động trên biển, kiểm tra xử lý 26 tàu vận tải, tàu cá vi phạm, xử phạt hành chính hơn 300 triệu đồng. Bắt giữ 3 vụ, 4 phương tiện buôn lậu và gian lận thương mại, tịch thu 5 triệu lít dầu DO, 2.900 tấn than và một số tăng vật khác. Bán phát mại tài sản tịch thu được 59 tỷ đồng nộp vào ngân sách nhà nước. Với những thành tích đạt được, năm 2018, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã được tặng Huân chương Chiến công hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tặng giấy khen của các cấp cho nhiều tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cảnh sát biển năm 2018. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày cuối năm, ngư dân ở khu vực miền Trung tất bật vươn khơi bám biển với hy vọng chuyến biển cuối năm thắng lợi, đón một cái Tết no đủ. Phản ánh của phóng viên chuyên mục tại Đà Nẵng. Cảng cá Thọ Quang những ngày cuối năm, hàng trăm tàu cá tất bật lấy xăng dầu, nước đá, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến biển cuối năm. Theo quan niệm của nhiều ngư dân, đây là chuyến biển đặc biệt và sẽ cập cảng trước Tết Nguyên đán để kịp cung cấp hàng hóa cho thị trường. Giờ rồi cũng đi 5 hôm, vô bán cá nó cũng nhận, nó cá nó đắt, rồi một mình nó bán nó cũng rảnh đòn, nó cũng cho giá bán thì cũng kiếm sống được, phiên cuối năm. Thì anh em mong muốn chuyến cuối năm thì đánh được nhiều cá, anh em mong muốn người được 15-20 triệu thì về chi phí những ngày Tết. Do Tết là thời điểm nhu cầu và giá hải sản tăng cao hơn so với ngày thường, nên các ngư dân đều cầu mong cho chuyến biển thắng lợi để đón một cái Tết đầy đủ và ấm cúng. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân, liên tục trong những ngày qua, lực lượng biên phòng trạm kiểm soát biên phòng Thuận An, Thừa Thiên Huế đã tăng cường kiểm tra kiểm soát phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ và hướng dẫn ngư dân chuẩn bị những điều kiện cần thiết trước khi ra khơi. Sau những ngày nằm bờ do mưa rét, biển động kéo dài,
hàng trăm tàu thuyền thuộc các xã vùng biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại ra khơi đánh cá vụ bắt. Đây là vụ đánh bắt cuối cùng trong năm Mậu Tuất. Do đó, bà con ngư dân đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, phương tiện ngư lưới cụ, các phương tiện cứu hộ, cứu nạn và thông tin liên lạc. À, khơi thì thuyền cũng là áo phao và mưa cũng là chuẩn bị trong tàu đầy đủ. 10 người cũng áo phao đồ vào đầy đủ. Mấy bữa đây gió to, sóng lớn không ra khơi được chứ bữa nay gió đời lặng dần. Tàu chúng tôi đang ra đánh bắt, đi khơi đánh bắt thì cũng trang thiết bị đầy đủ, áo phao chứ máy PICOM nó chứ đầy đủ hết. Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có gần 2.000 phương tiện tàu thuyền các loại, trong đó 466 tàu thuyền đánh bắt xa bờ có công suất từ 90 CV trở lên. Đến thời điểm này, trạm kiểm soát biên phòng Thuận An đã tạo điều kiện và cấp phép cho hơn 250 tàu có công suất lớn đủ điều kiện ra khơi đánh bắt cá vụ bắt. Chúng tôi cũng đã cắt cử cán bộ chiến sĩ thường xuyên túc trực 24/24 giờ tuyên truyền, thứ nhất là tuyên truyền cho ngư dân nắm được thời tiết trên biển và thứ hai là kiểm tra chặt chẽ các tàu đảm bảo an toàn, thứ nhất là áo phao và thông tin liên lạc để nắm thường xuyên thông tin với bộ đội biên phòng, nắm bắt thông tin trên biển để mà có xử lý. Vì chúng tôi cũng giải quyết thủ tục nhanh chóng để cho bà con kịp thời ra khơi đánh bắt thủy sản. Đối với ngư dân, việc nghiêm chỉnh thực hiện đúng các quy định khi ra khơi cũng chính là đảm bảo quyền lợi cho mình và góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của quê hương. Chiều ngày 16 tháng 1 năm 2019, tại đồn biên phòng Tam Quan Nam, tỉnh Bình Định, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Nhơn làm thủ tục tiếp nhận hai ngư dân Philippines bị nạn trên biển. Hai ngư dân này bị trôi giạt nhiều ngày, được tàu cá BD95786TS của ông Huỳnh Lâu ở huyện Hoài Nhơn cứu và đưa về đất liền bàn giao. Hai ngư dân này tên là Matilano Di Benji, 40 tuổi và Rapisa Reni, 37 tuổi, cùng quốc tịch Philippines. Trước đó, họ cùng đi đánh bắt hải sản với một người khác tại vùng biển giáp ranh Philippines và Việt Nam. Sau đó, tàu gặp sự cố và bị chìm trên biển. Matilano Benji và Rapisa Reni trôi giạt đến vùng biển Việt Nam, người còn lại mất tích. Đến sáng ngày 3 tháng 1, tại vùng biển có tọa độ 16 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông thuộc vùng biển Trường Sa, tàu cá BD95786TS của Việt Nam đã phát hiện và cứu vớt hai ngư dân Philippines. Khi nhận được bàn giao, quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định chăm sóc và khám sức khỏe ban đầu. Hiện nay sức khỏe hai ngư dân Philippines đều ổn định. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên quân chủng Hải quân sử dụng lực lượng lớn tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trên đất liền và trên biển. Chiến dịch Tà Lơn là bài học kinh nghiệm quý báu để quân chủng Hải quân không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tác chiến chiến dịch, hiệp đồng quân binh chủng và tác chiến trên biển xa. Ngay khi nhận lệnh của cấp trên, Đảng ủy quân chủng Hải quân đã xác định yêu cầu mới cấp bách nhất, cơ bản nhất đối với Hải quân là phải khẩn trương, tập trung mọi nỗ lực cao nhất dành cho được thắng lợi ngay từ trận đầu. Sở chỉ huy vùng 5 Hải quân được bổ sung thêm nhiều phương tiện di chuyển ra đảo Phú Quốc. Các đơn vị Hải quân đánh bộ phòng thủ đảo mà nòng cốt là lữ đoàn 126 được bổ sung quân số và trang bị chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Điều kiện như là đổ bộ ban đêm. Do đó về cái vấn đề như là quan sát phát hiện là nó hạn chế. Chủ yếu là bằng như là hợp đồng. Và bằng liên lạc, bằng như là thông tin vô tuyến. Lúc đấy là không triển khai hữu tuyến, là chủ yếu là bằng vô tuyến. Sau kháng chiến chống Mỹ, Hải quân Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm về đánh tàu mặt nước, chống biệt kích xâm nhập và vận chuyển chi viện chiến trường. Nhiều cuộc diễn tập, thử nghiệm vũ khí mới được cải tiến, sửa chữa, được các tàu chiến đấu thực hiện thành công. Trước đây thì hiệu quả chỉ súng 37 chỉ có một nòng ấy, hai nòng. Nhưng mà sau đó mình về thì mình lắp thêm 14 đến 5, 4 nòng. Hai nòng, thế 37 thì hai nòng, trước đây chỉ có một nòng thôi. Tất nhiên là hiệu quả thì gấp đôi rồi, nhất là khi đánh. Ngày 6 tháng 1 năm 1979, chiến dịch giải phóng Campuchia ở hướng Nam chính thức bắt đầu bằng hoạt động tác chiến đổ bộ đường biển Tà Lơn. Lần đầu tiên, quân chủng Hải quân sử dụng lực lượng lớn tác chiến hiệp đồng quân binh chủng trên đất liền, trên biển và đảo, ban đêm rất phức tạp. Chiến dịch đổ bộ đường biển Tà Lơn để lại một bài học vô cùng phong phú về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong tiến công đổ bộ đường biển, giúp cho Hải quân nhân Việt Nam trưởng thành, xây dựng và đưa một bài học quý báu trong huấn luyện
và đào tạo các lực lượng đổ bộ đường biển hiện nay, giúp cho Hải quân Nhân dân Việt Nam sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục vì chủ quyền an ninh an toàn biển đảo hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.